Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện giờ Minh Toàn đang có mặt tại Hồ Hoàn Kiếm của thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Thì như quý bà con cô bác đang thấy, đây là cái cảnh Hồ Hoàn Kiếm. Mà bây giờ Hồ Hoàn Kiếm thời điểm này ở Hà Nội là đang là 12 giờ hơn, 12 giờ trưa hơn. Và nhiệt độ của Hà Nội bây giờ là đang là khoảng 37-38 độ C ngoài trời. Như quý bà con cô bác đang thấy là Minh Toàn đang đứng một cái nơi giáp giáp đầu của Hồ Hoàn Kiếm, hay còn gọi là Hồ Gươm. Thì ở đây nước của Hồ Hoàn Kiếm thì đợt này có sạch sẽ hơn chút so với trước đây Minh Toàn đi. Và bây giờ khi mà quý bà con cô bác mà về với Hồ Hoàn Kiếm, hay còn gọi là Hồ Gươm, thì chúng ta không được nhìn thấy cụ rùa nữa, mà cụ rùa đã mất từ năm ngoái rồi. Ở đây thì quý bà con cô bác có thể cảm nhận được là những cái ánh nắng của buổi trưa mùa hè ở Hà Nội Việt Nam của chúng ta, nắng cay gắt. Thế mà khi mà đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm thì hôm nay Minh Toàn cũng không đưa mũ nón gì. Nhưng mà quý bà con cô bác khi mà chúng ta về với Hồ Hoàn Kiếm hay là chúng ta đi dạo thì quý bà con cô bác cũng nên chuẩn bị các mũ nón để làm sao mà chúng ta đi nó không bị mệt. Minh Toàn ở đây, Minh Toàn đang đi được một vòng rồi. Lúc này là Minh Toàn xuất phát từ bên kia. Đấy. Xuất phát từ bên kia xong Minh Toàn đi vòng đến đằng kia là cái đền của Ngọc Sơn. Đấy, đền Ngọc Sơn. Minh Toàn mua vé vào đền Ngọc Sơn. Ở đây khi mà quý bà con cô bác chúng ta chú ý nhé, khi mà chúng ta vào đền Ngọc Sơn thì chúng ta có hai quầy vé ở hai bên cổng. Thì quý bà con cô bác chúng ta hay mua vé trước khi mà vào đền Ngọc Sơn. Giá vé hiện tại bây giờ là 30.000 trên một người. Chúng ta vào đền Ngọc Sơn để tham quan, là trong đấy có một cái xác của cụ rùa, không phải là cụ rùa của Hồ Gươm đây ở đây đâu ạ, mà trong đấy có trưng bày một cái cụ rùa. Và khi mà chúng ta vào đền Ngọc Sơn rồi, chúng ta cũng có thể là đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm ở đây thì khá là rộng, và đây là cái Hồ Gươm đấy. Một cái di tích mà quý vị các bạn nhìn thấy cái nhà nổi. Khi mà về Hà Nội, đây là một biểu trưng của thủ đô Hà Nội của chúng ta. Cá ở Hồ Gươm này cá khá là nhiều quý bà con cô bác ạ. Và hôm nay Minh Toàn đang đi dạo quanh ở Hồ Gươm thì cùng với anh Đàm Xuân Nhượng. Những cái chó toàn đưa thuốc. Ở đây như quý bà con cô bác có thể thấy là nhiều khách du lịch ở nước ngoài về đây đi du lịch. Thì ở đây chúng ta đang bắt gặp một người đang đi du lịch của người nước ngoài. Em này cũng khá là rất là xinh đẹp. Anh ngồi phía bên này nè. Anh ngồi đây được. Quý bà con cô bác cũng có thể cảm nhận được các du khách của nước ngoài về tham quan Hồ Gươm cũng như là Hà Nội của chúng ta rất là đông. Và ở đây Minh Toàn xin phép dừng lại đây một chút, bởi vì Minh Toàn thấy một du khách này khá là niềm nở, thoải mái. Minh Toàn cũng đã gặp lúc sáng rồi, và bây giờ là Minh Toàn cũng xin phép quay cái hình ảnh này lên một chút để cho quý bà con cô bác có thể thấy được đây là một
em gái nước ngoài, người nước ngoài khá là năng động, cũng làm đi làm vlog. Hôm nay nhiệt độ ở Hà Nội khá là nóng, nhưng mà khi mà chúng ta về với Hồ Gươm thì chúng ta thấy một cái cảm giác rất là dễ chịu khi mà chúng ta ngồi dưới những cái tán cây to như thế này. Những cây này xung quanh hồ mọc vươn ra ngoài hồ rất là mát, quý bà con cô bác ạ. Khi mà chúng ta về với Hà Nội thì chúng ta cũng có thể là chúng ta đi bộ quanh Hồ Gươm, là một cái địa điểm mà chúng ta có thể về với Hà Nội để tham quan Hà Nội. Thứ hai nữa là quý bà con cô bác cũng có thể là nhờ các bác xích lô đưa chúng ta đi tham quan vòng quanh các cái phố cổ của Hà Nội. Hoặc là chúng ta cũng có thể là liên hệ để đi xe điện. Xe điện ở Hà Nội thì chúng ta đi tham quan được các phố phường của Hà Nội luôn. Ở đây thì quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy các cái du khách nước ngoài đi tham quan Hồ Gươm rất là đông. Về dạo quanh Hồ Gươm, chúng ta vào mùa này cũng khá là mát mẻ. Mặc dù là thời tiết đang là 37-38 độ C nhưng mà mát nó có nhiều nghĩa mát. Chúng ta cảm giác với hơi nước rất là mát, và hơn nữa chúng ta cũng có những xe ăn mặc rất là xinh đẹp. Hồ này khá là rộng, không biết được là rộng bao nhiêu nữa. Bây giờ Minh Toàn xin mời quý bà con chúng ta hãy tiếp tục chúng ta đi vòng quanh Hồ Gươm một chút nữa nhé. Đây là một em gái rất là xinh đẹp. Khi mà chúng ta đi quanh Hồ Gươm, chúng ta mệt chúng ta cũng có thể ngồi nghỉ quanh bờ hồ này và thưởng thức những cây kem. Ở đây thì có kem Trăng Tiền, kem Thủy Lạ, là những cái kem mà nổi tiếng ở xung quanh Hồ Gươm này. Nhưng mà quý bà con cô bác cũng nên chú ý là khi mà chúng ta mà về Hà Nội thì chúng ta vào những cái ốt ở xung quanh hồ mà uống nước thì chúng ta cũng phải hỏi giá trước một chút nhé.
Nước ở đây cũng khá là mắc khi mà chúng ta uống nước ở đây, nên quý bà con chúng ta cũng chú ý một chút ạ. Quý bà con có thể cảm nhận được ở xung quanh Hồ Gươm thì các cây ở đây rất là mát, ở đây có các cây đa, cũng các vườn cây xanh như thế này, khá là mát. Đi vòng đến đầu kia nhỉ? Hả? Khi mà quý bà con về với Hà Nội thì như Minh Toàn nói là chúng ta có thể là tham quan Hồ Gươm, và cũng chúng ta cũng có thể là dạo quanh các cái phố cổ ở Hồ Gươm, phố cổ ở Hà Nội, 36 phố phường như là Hàng Nón, Hàng Buồm, Hàng Hòm, Hàng Bún, vân vân, rất là nhiều. Thì chúng ta cũng có thể là tham quan ở các cái phố cổ này để khám phá những cái nét đẹp về Hà Nội. Đây là một cái cổng, phải nói là khá là đẹp. Và chúng ta đang đi dọc theo cái đường Đinh Tiên Hoàng. Ở đây thì quý bà con cô bác cũng có thể cảm nhận được là khi mà chúng ta về với Hà Nội thì chúng ta bắt gặp các cái khách du lịch. Ở đây có một em rất là xinh gái trước mặt của quý bà con cô bác, ăn mặc mát mẻ và hình như là hơi mát một chút nhỉ. Wow. Đây, quý bà con, các bác có thể nhìn cái cây nó mọc từ gốc ở đây nhưng nó vươn ra tận ngoài hồ. Đây là một cái xanh cây si, cái xanh cây si gì đấy, nó rất là đẹp. Mình đi dọc đây tí, lúc này là xe mình gửi đâu nhỉ, kia đây, những cái cây nó vươn ra ngoài hồ như này bà con ạ, rất là mát.
Ôi, có em gái xếp ăn mặc xinh đẹp quá. Đây, à, đây cũng là một cây cây liễu mà cái bà con của bác cũng bắt gặp khi mà chúng ta về với Hồ Gươm. Hôm nay video của Minh Toàn đến đây xin tạm dừng ở đây. Minh Toàn xin hẹn gặp lại với bà con các bác trong những cái video tiếp theo nhé.